Có lẽ chúng ta sẽ cần một chiếc thuyền bự thiệt là bự để xem clip này. Chào mừng bạn đến với bumchéo.com. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại 10 phim về cái mập hay nhất. Kịch bản này được viết bởi bạn Đặng Ngọc Thành. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ. Với danh sách này, bumchéo lựa chọn những phim có ít nhất một con cá mập đóng vai trò chủ đạo hay có mặt trong một cảnh phim cao trào. Những phim như Oscar the Killer Whale lấy cảm hứng từ các phim về cá mập nhưng không có sự xuất hiện của cá mập thì sẽ không được cho vào danh sách này. Vị trí thứ 10, Sartobert, năm 2010. Còn được biết đến với cái tên là cá mập Lai Bạch Tuộc hoặc là cá mập lên bờ. Với sự tham gia của nhà sản xuất phim hạng B huyền thoại Roger Corman ở hậu trường, bộ phim nguyên bản của kênh Sci-Fi hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút đầy tính giải trí. Phim lấy bối cảnh ở một cuộc thử nghiệm ghép gen của Hải quân Mỹ. Sinh vật lai nửa cá mập, nửa bạch tuộc ở tiêu đề phim được tạo ra đã trở thành một món vũ khí. Một cách bất ngờ và sửng sốt, con quái vật trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và khủng bố những người đi nghỉ mát ở bờ biển. Kèm theo đó là những nạn nhân ăn mặc hở hang, toàn thân vấy máu. Đừng bắt bộ não của bạn phải suy nghĩ quá nhiều với bộ phim này, cứ xem một cách thoải mái thôi. Vị trí thứ 9, Gia đình cá mập hoặc câu chuyện cá mập, năm 2004. Và bây giờ là một chút đổi gió. Mặc dù không phải là bộ phim đầu tiên về cá mập mà các bạn có thể nghĩ đến, nhưng Gia đình cá mập vẫn có đầy đủ những giá trị của một bộ phim được lấy bối cảnh dưới đáy biển. Được sản xuất bởi hãng DreamWorks, bộ phim hoạt hình hài hước vẽ trên máy vi tính này có sự tham gia lồng tiếng của những ngôi sao Hollywood tài năng như Will Smith, Angelina Jolie và Robert De Niro. Câu chuyện về một chú cá dọn bể sọc làm bị vướng vào chuyện làm ăn của một tổ chức tội phạm cá mập đã thống trị phòng vé suốt 3 tuần đầu tiên ra mắt, kéo theo vô số những liên hệ mang tính văn hóa cũng như thu hút cả khán giả trẻ em và người lớn. Vị trí thứ 8, The Deep, biển sâu, năm 1977. Dựa trên cuốn tiểu thuyết tiếp nối do Peter Benchley, tác giả của Ham cá mập chấp bút, dự án này nhận được kỳ vọng rất lớn. Và những cảnh quay dưới nước có sự xuất hiện của những kẻ săn mồi chết chóc hoàn toàn tương xứng với kỳ vọng của khán giả. Tình hình trở nên căng thẳng khi nhóm thợ lặn bị những con cá lịch biển tấn công. Nhưng chỉ đến khi một con cá mập xuất hiện và săn đuổi nhân vật chính do Nick Nolte thủ vai, The Deep mới thực sự thể hiện hết sự đáng sợ của nó. Vị trí thứ 7, Sharknado, năm 2013. Từ việc có tên là Cá mập cuồng loạn hoặc Bão cá mập, thật sự thì không có nhiều phim để làm chiếu trên TV có thể thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhưng mà cái phim này, Bão cá mập, thật sự đã đi ngược lại quan điểm đó. Bộ phim kết hợp với một câu chuyện hoàn toàn ngớ ngẩn, những diễn viên chỉ biết độc thoại, một kịch bản còn cố tỏ ra là nghiêm túc, và kết thúc phim cũng thuộc dạng có một không hai. Một cơn lốc xoáy kéo theo vô số cá mập sắp đến giết bạn và những người bạn yêu quý. Làm sao bạn có thể không thích chuyện đó chứ? Vị trí thứ 6, Ham cá mập, phần 2, năm 1978. 4 năm sau sự kiện ở bộ phim đầu tiên, trong biên niên sử ly kỳ kinh dị này, những đứa con của cảnh sát trưởng Brody lại tiếp nối cha mình trong cuộc chiến giành sự sống với con cá mập thứ hai đang khủng bố thị trấn nhỏ trên đảo Amity. Các chàng trai đã tham gia cùng với một nhóm thiếu niên trên những chiếc thuyền lướt sóng, và con cá mập xuất hiện rồi dần dần đớp lấy từng người một. Với một trong những cảnh phim có trực thăng độc đáo nhất mọi thời đại, Ham cá mập phần 2 là một trong những bom tấn phòng vé và là phần phim tiếp theo không thể bỏ qua của phần 1, tức Ham cá mập năm 1975.
Vị trí thứ 5, phim đá ngầm. 5 người trên một chiếc du thuyền đang dong buồm đến Indonesia thì đột nhiên đâm vào rặng san hô và bị mắc kẹt. Không lâu sau, họ nhận ra rằng họ không có cách nào để gửi tín hiệu gọi người giúp đỡ. Và nếu muốn sống, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bơi vào đất liền. Cùng hiệu ứng cá mập hoành tráng, và thực tế là ai cũng có khả năng bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào trong hành trình lên đên trên biển. Các fan của phim cá mập không nên bỏ qua đá ngầm. Dù sao thì đây cũng là một bộ phim đầy tính giải trí. Cho dẹp năm 2003, vị trí thứ 4. Bộ phim tâm lý kinh dị này dựa trên câu chuyện có thật về một cặp đôi thợ lặn bị nhóm lặn của mình bỏ rơi giữa biển khơi. Chẳng bao lâu sau, cả hai đều bị cá mập cắn vào chân và chảy máu. Được quay dưới dạng kỹ thuật số để mang lại cảm giác chân thực hơn, các nhà làm phim của Cho Dẹp đã biến bộ phim thành một trong những cái tên không thể không nhắc tới trong làng phim cá mập, khi lột tả vô cùng chân thực nỗi kinh hoàng mà cặp đôi đã phải trải qua. Vị trí thứ 3, 7 cá mập 3D. Một siêu thị và bãi đậu xe liền kề bất ngờ bị ngập nước. Và một nhóm người sống sót chợt nhận ra họ không chỉ có một mình trong bộ phim ly kỳ kinh dị 3D này. Bị hai con cá mập săn đuổi, họ phải hợp tác cùng nhau để thoát khỏi những sinh vật chết chóc cũng như từ chính những người trong nhóm. Với những cảnh hiệu ứng sinh động cùng với những cái chết khủng khiếp, bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Australia và Singapore này đã cho những người yêu phim về cá mập chính xác những gì họ mong muốn. Vị trí số 2, biển xanh sâu thẳm năm 1999. Khi các nhà khoa học biến đổi gen một số con cá mập trắng khổng lồ nhằm tăng kích thước bộ não của chúng để thu hoạch các hợp chất hóa học, thì mọi chuyện phát triển chệch hướng một cách khủng khiếp. Trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị này, những con cá mập bị biến đổi đều có kích thước khổng lồ và trí thông minh ngang bằng với con người. Kết quả là chúng thừa khả năng suy nghĩ ra cách trốn thoát khỏi cảnh giam cầm. Và dĩ nhiên xơi tái vài con người trên đường chạy trốn. Xem cảnh con cá mập bình thường săn đuổi con người đã rất là thú vị rồi, nhưng xem những con cá mập to lớn với trí khôn chiến thắng luôn con người mỗi lần đụng độ còn tạo cảm giác hưng phấn hơn rất là nhiều. Vị trí số 1, Jaws, hàm cá mập, năm 1975. Có lý do để hiểu vì sao sau nhiều năm khi bộ phim ra mắt, nhiều khán giả vẫn sợ phải xuống biển. Steven Spielberg không dựa nhiều vào cá mập máy đạo cụ, mà dùng âm nhạc, những góc quay và diễn xuất tài tình của dàn diễn viên để nâng sự căng thẳng trong phim đến mức gần như không thể chịu nổi. Đến lúc khán giả thực sự nhìn thấy con cá mập tấn công, có vẻ như chẳng còn ai có thể tìm được đường chạy trốn khỏi hàm răng nhọn hoắt của con vật khổng lồ này.
được các nhà phê bình hết lời khen ngợi, cũng như là một bom tấn phòng vé vào thời điểm ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho xứng đáng là bộ phim cá mập hay nhất. Ngoài danh sách vừa được liệt kê, dưới đây là một số phim khác về cá mập cũng rất đáng chú ý. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn Thông Trương, Tình Ảo Giản Đơn và Ánh Ngọc đã gửi ý tưởng đến Bùm Chéo Chấm Cơm. Để biết thêm các danh sách top 10 được đăng tải hàng ngày, hãy đăng ký theo dõi Bùm Chéo Chấm Cơm, Bùm Chéo Chấm Cơm và Bùm Chéo Chấm Cơm. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.